Xin chào tất cả các bạn. Như vậy là đội nữ Việt Nam chúng ta đã giành tấm huy chương vàng SEA Games. Và đây là lần thứ 6 các cô gái của chúng ta đăng quang ở sân chơi này. Và quả thật là đến bây giờ thì Minh Hải vẫn còn nhớ như in một cái trận đấu rất là khó khăn, một trận đấu hành xác mà các cô gái của chúng ta đã thể hiện được ý chí quật cường, sự kiên cường, sự bền bỉ và một ý chí quyết chiến, quyết thắng với tinh thần Việt Nam. Và trong suốt thời gian vừa rồi, kể từ khi chúng ta đăng quang cho đến nay, Minh Hải nhận được một câu hỏi chung của tất cả các bạn là làm thế nào để cho những cầu thủ nữ đi đá bóng của chúng ta bớt vất vả, làm thế nào để bóng đá nữ Việt Nam của chúng ta phát triển. Và đây chính là điều mà Minh Hải đã vạch ra, nó giống như một số những cái gạch đầu dòng để chúng ta nhìn nhận một cách chính xác hơn, chân thực hơn và sinh động hơn về bóng đá nữ Việt Nam. Cái việc đầu tiên mình mong muốn là chúng ta phải làm ngay vào thời điểm này, tức là các cầu thủ nữ của chúng ta đã cống hiến như thế sau một trận đấu cực kỳ khó khăn, một trận đấu vất vả, và rất nhiều những cầu thủ của chúng ta đã lưu lại trên da thịt của mình những vết thương rất lớn, thậm chí có những cầu thủ đã phải đi cấp cứu. Thì mình mong rằng là các cơ quan ban ngành, các tổ chức, các tập đoàn sẽ có thể đưa ra được cái mức thưởng cho các em. Chúng ta cần có một mức thưởng rất lớn cho những người có công, có những người mà đã mang lại vinh quang cho Tổ quốc. Bởi vì đó sẽ là điều mà nó tác động trực tiếp đến suy nghĩ của mỗi người về bóng đá nữ. Và nếu như chúng ta vẫn cứ truyền thông rằng đi đá bóng, các cô gái của chúng ta đi đá bóng là rất vất vả, rất nghèo, rồi rất khổ, thì mình nghĩ là các gia đình Việt Nam sẽ rất khó để đưa con của mình đi tập bóng đá. Như vậy là cái đầu vào của chúng ta đã là không tốt rồi. Cho nên là Minh Hải rất mong muốn là các cô gái của chúng ta sẽ được tưởng thưởng bởi những cái cố gắng, bởi những cái nỗ lực, bởi cái giá trị tinh thần mà các cô gái của chúng ta đã mang về cho đất nước Việt Nam. Mình nghĩ là các cô gái của chúng ta hoàn toàn xứng đáng để nhận được những cái phần thưởng lớn từ các tổ chức, các ban ngành, các tập đoàn. Ai có phần nào thì chúng ta hãy cùng hỗ trợ cho đội tuyển nữ Việt Nam bằng cách là chúng ta chia sẻ hoặc là chúng ta liên hệ với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Nếu như các bạn không liên hệ được, các bạn có thể inbox cho Minh Hải, thì Minh Hải sẽ làm cái cầu nối để các bạn mang cái tấm lòng thơm thảo của mình đóng góp cho bóng đá nữ. Đấy là yếu tố đầu tiên mình cho là quan trọng nhất. Cái thứ hai là chúng ta phải mở rộng chân đế. Muốn phát triển được bất cứ một cái gì, chúng ta phải mở rộng chân đế, tức là chúng ta phải có nhiều hơn các câu lạc bộ. Các câu lạc bộ càng nhiều thì tức là các cầu thủ đến càng đông. Các cầu thủ đến càng đông thì cái tính cạnh tranh sẽ càng cao. Tính cạnh tranh càng cao thì sẽ sinh ra rất nhiều những cầu thủ giỏi. Rất nhiều những cầu thủ giỏi thì sẽ đóng góp được cho đội tuyển. Và lúc đấy chúng ta sẽ có nhiều hơn những sự lựa chọn, có cái độ sâu về mặt đội hình. Như thế thì rất là tốt. Và khi mà chúng ta phát triển theo chiều rộng như vậy thì chúng ta cũng cần một cái sự quy chuẩn liên quan đến công tác đào tạo trẻ. Mình cho rằng công tác đào tạo trẻ là tất cả, bởi vì nó là đầu vào, nó quyết định cái chất lượng của các cầu thủ của chúng ta ra sân sẽ như thế nào. Và mình rất mong muốn là bây giờ bóng đá nam của chúng ta đã có rất nhiều những học viện rồi, có những lò đào tạo rất là lớn rồi, thì bóng đá nữ của chúng ta cũng nên có một vài cái. Và mình cũng rất là mong là sẽ có những đội bóng đi tiên phong, giống như Bầu Đức trước đây đã liên hệ và đã hợp tác với Arsenal JMG để tổ chức ra cái học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG. Và nó kích thích cái sự phát triển của bóng đá Việt Nam bằng cách là nó tạo ra cái sự cạnh tranh lành mạnh giữa các lò đào tạo với nhau. Thì nếu như bóng đá nữ của chúng ta mà có một vài cái học viện thì theo đó tất cả những cái trung tâm khác người ta cũng sẽ phải cải thiện cái chất lượng đào tạo trẻ của mình. Và như vậy là các cô gái của chúng ta sẽ được đào tạo theo quy chuẩn hơn. Một điều cực kỳ quan trọng là hiện nay bóng đá nữ của chúng ta vô cùng thiếu các chuyên gia đầu ngành, những chuyên gia mà đủ sức giúp cho chúng ta tạo ra giống như kiểu một đầu kéo của một cái toa tàu. Bởi vì các chuyên gia sẽ là người mang đến cho chúng ta những cái kiến thức mới, những cái phương pháp mới và áp dụng cả cái khoa học kỹ thuật vào cho bóng đá nữ. Đây là điều mà mình thấy là bóng đá nữ cực kỳ là thiếu thốn, rất là thiệt thòi, là bởi vì là tất cả đều làm việc theo kiểu kinh nghiệm chủ nghĩa, chứ các huấn luyện viên nữ của chúng ta chưa chắc đã là những người đã được đào tạo một cách chuyên sâu. Thì mình rất là mong muốn là chúng ta có được những cái học viện bóng đá, chúng ta có được những cái chuyên gia mang về cho chúng ta những cái kiến thức mới. Đầu tiên là phương pháp tập luyện, sau đó là các bạn cầu thủ nữ của chúng ta sẽ được chăm sóc một cách đầy đủ về y tế, về dinh dưỡng. Và cái điều quan trọng ở đây thì vẫn là đưa những cái phương pháp tập luyện mới về. Cái phần mà liên quan đến y tế thì cái đấy là cái mà mình cảm thấy nó là cái nỗi nhức nhối của bóng đá nữ. Bởi vì mình biết rất nhiều những cầu thủ nữ trẻ tài năng nhưng họ đã phải từ ra sân cỏ bởi vì những chấn thương. Vì rất là đơn giản thôi, là họ không có tiền để đi phẫu thuật. Chúng ta cứ thử tưởng tượng mà xem, một cầu thủ nam của chúng ta mà đi phẫu thuật thì rẻ nhất nếu mà phẫu thuật ở nước ngoài cũng phải là 500 triệu.
mà 500 triệu thì nó là cả một khối tài sản, mà không biết là cả cái sự nghiệp cầu thủ của một cầu thủ nữ liệu có đủ hay không. Thì mình nghĩ là đấy, cái chăm sóc y tế nó rất là quan trọng. Rồi bữa ăn ra làm sao. Các bạn nếu mà đến thăm đội nữ tập luyện và sinh hoạt thì các bạn sẽ thấy cái mức ăn của các cầu thủ nữ của chúng ta nó rất là thấp, chỉ hơn 100.000 trong một ngày thôi thực sự. Và mình cảm thấy rất là đau xót khi mà chúng ta thấy là các cầu thủ nữ của chúng ta ngoài giờ tập luyện và thi đấu họ phải tăng ra, họ phải trồng rau, họ phải nuôi gà, và thậm chí là có nhiều đội ngày xưa mình còn nghe thấy là còn nuôi cả lợn nữa cơ. Thì nếu như đó là cái niềm vui, là cái hoạt động gọi là ngoại khóa thì được, nhưng mà nếu như đấy được coi là cái nguồn thực phẩm để đóng góp vào cái sự phát triển về mặt dinh dưỡng cho các cầu thủ, mình nghĩ như thế là không nên. Và như thế thì chúng ta rất là khó để có thể phát triển được. Rồi về sân bãi, chúng ta thấy là ngay cả những đội bóng nam bây giờ ở Việt Nam, sân bãi của chúng ta rất là tệ, đừng nói là bóng đá nữ. Bóng đá nữ của chúng ta tệ, cực kỳ tệ luôn. Và chính cái mặt sân nó thiếu chất lượng như vậy, nó đã làm cho các cầu thủ của chúng ta bị chấn thương nhiều hơn. Và khi mà cái sự chăm sóc y tế của cầu thủ nữ nó đang rất là đuối như thế này rồi, thì rất nhiều những cầu thủ của chúng ta phải tạm biệt cái giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Và có thể sự nghiệp của họ sẽ bị cắt ngang chỉ bởi vì một chấn thương. Bởi vì là sân thì kém, y tế thì đuối, mà họ lại không có tiền để đi phẫu thuật hoặc được chăm sóc y tế một cách tốt nhất từ những cái bệnh viện nước ngoài, từ những chuyên gia nước ngoài. Như thế thì mình nghĩ là rất là khó. Đời sống của các chị em cũng là một vấn đề cực kỳ là nghiêm trọng. Chúng ta thấy là trước đây có một đội bóng, đấy là đội bóng Thái Nguyên, thì các cầu thủ đã bỏ và đi làm may. Là bởi vì sao? Bởi vì cái lương tháng của họ chỉ có hơn 1,5 triệu thôi, thì không thể nào sống được. Ok, chúng ta đá bóng là vì đam mê, chúng ta phải đam mê, nhưng chỉ bằng đam mê thôi chúng ta không thể sống được. Các bạn cứ thử tưởng tượng xem, 1,5 triệu một tháng thì sống làm sao được. Thì mình hy vọng rằng là cái đời sống của các chị em nó được cải thiện, thì sẽ giúp cho các chị em sẽ toàn tâm toàn ý và tập luyện và thi đấu. Và như thế thì họ cũng sẽ có thêm được cái động lực, có thêm cái sự an tâm để tiếp tục cống hiến cho bóng đá nữ Việt Nam. Nếu mà các bạn mà đọc những cái tờ báo mà họ có kể về cái những cái số phận rất là nghiệt ngã của các cầu thủ nữ, thì chúng ta thấy sau giờ tập luyện và thi đấu có nhiều người phải về quê để làm đồng giúp bố mẹ tăng gia sản xuất, rồi có những người phải ra chợ để bán rau. Nói chung là nó có những cái sự gọi là mình thấy là nó rất là khổ. Các cầu thủ chúng ta không thể sống được bằng nghề của mình thì nói về đam mê nó là một cái khái niệm quá là xa vời. Và một điều nữa là cái công tác xã hội hóa, tất cả những yếu tố mà chúng ta vừa nói ở trên nó đều xuất phát từ một cái nguyên nhân, đó là chúng ta không có tiền. Chúng ta không có tiền thì tức là chúng ta sẽ rất là khó để chúng ta làm bất cứ một việc gì. Thành ra là cái công tác xã hội hóa của bóng đá nữ cần phải đẩy mạnh hơn, cần có nhiều tập đoàn hơn, cần có nhiều tổ chức hơn, cần có nhiều bộ ban ngành hơn. Và bản thân địa phương cũng phải có trách nhiệm với bóng đá nữ bằng cách là cho một cái ngân sách lớn hơn để đầu tư cho bóng đá nữ, thì chúng ta mới có thể cải thiện được. Một yếu tố liên quan đến kỹ thuật ở đây là chúng ta cũng cần phải đào tạo ra những người quản lý về bóng đá nữ. Quản lý về bóng đá nữ bây giờ hiện nay ở Việt Nam mình chưa thấy ai. Thứ hai là chúng ta phải quy chuẩn, chúng ta phải chuẩn hóa cái số lượng các đội bóng ở giải vô địch quốc gia, chúng ta cần phải nhiều hơn. Và một điều cực kỳ quan trọng là ngay cả những người thầy cũng cần phải được đào tạo một cách bài bản để về chia sẻ những cái kỹ năng đấy với các cầu thủ nữ của chúng ta. Nói tóm lại là bây giờ chúng ta đang cần một cái sự tổng lực. Mình đã nói là bóng đá nếu muốn phát triển thì cần một cái yếu tố tổng lực. Nó cũng giống như là bóng đá ở trên sân. Chúng ta bóng đá là môn thể thao tổng lực mà, thành ra phát triển nó chúng ta cũng cần có sự tổng lực. Tức là ở đây các bộ ban ngành là cũng phải có trách nhiệm này, rồi Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng phải có trách nhiệm này, bản thân các tổ chức, các tập đoàn cũng nên đầu tư cho bóng đá nữ này, rồi các cổ động viên chúng ta cũng phải đến sân nhiều hơn. Thì những cái điều đấy nó sẽ giúp cho chúng ta có thêm được những cái cơ sở, có thêm được những cái yếu tố để chúng ta phát triển được bóng đá nữ. Chúng ta hãy lấy cái kỳ SEA Games năm nay nó giống như một cái ví dụ để minh họa. Chúng ta thấy nhá, có một ông bầu, đấy là ông Phạm Thanh Hùng. Ông Phạm Thanh Hùng thì hiện nay đang là chủ tịch của đội Than Quảng Ninh. Ông đã cầm đội bóng đá nữ và bỏ vào đấy rất là nhiều tiền, cũng như là thưởng cho các em. Ngoài cái chuyện là thưởng mỗi một trận đấu là 500 triệu, tấm huy chương vàng là 1,5 tỷ, thì ông còn, theo như tôi biết, thì ông còn thường xuyên là tặng tiền riêng cho các cầu thủ. Những cái cầu thủ khó khăn thì ông có cái phần thưởng riêng để giúp các bạn đấy vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống, để toàn tâm toàn ý cho bóng đá Việt Nam.
Và một điều nữa là cứ khi mà chúng ta di chuyển đến những nơi thi đấu mà gặp khó khăn, ông lập tức ông giải quyết, ông bỏ tiền túi ra để mua thêm thịt bò, mua thêm cá hồi cho các cầu thủ để cải thiện bữa ăn. Và khi mà đội của chúng ta mà đi tập mà xa quá thì từ Binan ông quyết định là đưa đội lên khách sạn tốt nhất ở Manila này để cho các cầu thủ nghỉ ngơi và ăn uống. Tất cả mọi thứ nó, mỗi thứ nó giúp một chút thì các cầu thủ của chúng ta sẽ đứng vững ở trên sân. Rồi cổ động viên Việt Nam của chúng ta đến đây cũng rất là đông, và cổ động viên thì thậm chí ở Việt Nam còn mang thêm 60 cân thực phẩm để mang sang tiếp tế cho đội nữ, và họ mang đến tận 2 lần. Lần thứ hai thì mình không biết là bao nhiêu cân thực phẩm, nhưng lần đầu là 60 cân. Rồi kiều bào ta ở nước ngoài, chính là ở Philippines này, cũng mang đến 100 cân hoa quả đến để giúp cho các cầu thủ nữ của chúng ta. Và bây giờ thì rất nhiều các tổ chức, các tập đoàn cũng đã cùng hỗ trợ để giúp cho bóng đá nữ Việt Nam của chúng ta có một cái phần thưởng, một cái sự tưởng thưởng xứng đáng với công lao của họ. Chúng ta không nhìn đâu xa, chúng ta chỉ cần giải mã cái thành công của đội nữ Việt Nam của chúng ta ở kỳ SEA Games năm nay thì chúng ta sẽ thấy ngay cái bài toán của chúng ta là như vậy. Chúng ta cần nhiều hơn những người như ông Phạm Thanh Hùng, chúng ta cần nhiều hơn những người như ông Mai Đức Chung, và chúng ta cũng cần phát triển nhiều hơn những Tuyết Dung, Trương Thị Kiều, Huỳnh Như, Bích Thùy, tức là tất cả những cầu thủ hay nhất của chúng ta phải cần có nhiều hơn để tránh cái tình trạng là chúng ta bị hững thế hệ, hoặc là tránh cái tình trạng là cái độ sâu đội hình của chúng ta không được tốt. Tức là chúng ta có 11 cầu thủ đá trên sân là 11 cầu thủ tốt nhất, nhưng cầu thủ mà dự bị vào sân thay người thì đôi khi không thể đáp ứng được yêu cầu, thì chúng ta phải mở rộng chân đế, chúng ta phải phát triển được cái chân đế, chúng ta tạo ra nhiều cầu thủ giỏi thì lúc đấy chúng ta sẽ có nhiều hơn sự lựa chọn. Muốn có được nhiều cầu thủ giỏi thì chúng ta phải đầu tư. Chúng ta phải đầu tư vào sân bãi, chúng ta phải đầu tư vào từng bữa ăn, chúng ta phải đầu tư vào khoa học kỹ thuật, chúng ta phải đầu tư vào các chuyên gia, và chúng ta phải đầu tư một điều cực kỳ quan trọng là đảm bảo được đời sống cho các chị em, những người mà tham gia thi đấu cũng như là khi họ đã giải nghệ rồi. Có như thế thì bóng đá Việt Nam của chúng ta mới phát triển được. Một lần nữa thì Minh Hải cũng rất mong là những chia sẻ của mình như thế này cũng là một cái lát cắt để các bạn nhìn rõ hơn những cái vấn đề của bóng đá Việt Nam. Và với những cái khó khăn đến như thế mà chúng ta còn giành được tấm huy chương vàng như thế này, thì nếu mà đầu tư nhiều hơn, tôi tin rằng giấc mơ World Cup của chúng ta không phải là một giấc mơ xa vời. Một lần nữa thì xin được cảm ơn tất cả các bạn đã luôn luôn ủng hộ cho bóng đá nữ Việt Nam, và cũng mong rằng các bạn luôn luôn và tiếp tục ủng hộ cho bóng đá nữ Việt Nam để chúng ta cùng nhau phát triển, để cho bóng đá nữ Việt Nam của chúng ta vươn tầm ra không chỉ là ở khu vực mà còn châu lục, và thậm chí là vào World Cup, và cũng để cho các cầu thủ nữ của chúng ta bớt đi phần khó nhọc. Bởi vì các cầu thủ nữ của chúng ta sau khi giải nghệ, các bạn không biết đâu, nhưng mà thực sự là họ có một cuộc sống rất khó khăn. Những người mà lập được gia đình đã là rất hiếm rồi, nhưng mà cái tỷ lệ những người mà ly dị sau hôn nhân mình thấy là rất là cao, và đấy là một cái sự hy sinh rất lớn. Và bây giờ nói một điều cực kỳ chua xót là đời sống của các chị em rất là bấp bênh. Bây giờ nhiều người còn đi kiếm ăn từng ngày một, và thực sự là cuộc sống riêng tư của họ thực sự là một bi kịch. Và Minh Hải cũng rất là mong muốn là chúng ta hãy mỗi người cùng một tay. Về mặt truyền thông mà nói thì chúng mình cũng sẽ cố gắng hết sức để làm sao truyền tải những cái thông điệp, truyền tải những cái điều mà hiện nay bóng đá nữ của chúng ta đang cần, để cùng hỗ trợ nhau tạo ra một cái thứ bóng đá tổng lực giúp cho bóng đá nữ Việt Nam chúng ta phát triển, và để cho các cầu thủ chúng ta sau khi thi đấu về với cuộc sống đời thường, họ có được niềm vui, họ có được nụ cười, và họ có được niềm hạnh phúc giống như biết bao nhiêu người phụ nữ bình thường khác. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian cho chương trình.